Thưa quý vị, từ ngày 9 đến ngày 27 tháng 7, tỉnh đoàn Bà Rịa Vũng Tàu cùng cụm phối hợp hoạt động Bà Rịa Vũng Tàu thuộc Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức chiến dịch mùa hè xanh năm 2023 tại xã Suối Đao, huyện Châu Đức. Tham gia chiến dịch có 140 chiến sĩ tình nguyện đến từ đội hình mùa hè xanh, hoa phượng đỏ của tỉnh và đoàn viên thanh niên ngành dầu khí. Tại chiến dịch, thanh niên các đơn vị đã thực hiện nhiều hoạt động phần việc xung kích tình nguyện vì cộng đồng với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng do cụm phối hợp hoạt động Bà Rịa Vũng Tàu, Đoàn Thanh niên, Tập đoàn Dầu khí tài trợ. Lễ tổng kết chiến dịch vừa được hai đơn vị tổ chức vào sáng nay 29 tháng 7. Trong chiến dịch mùa hè xanh năm 2023 tại xã Suối Rào, huyện Châu Đức, các tình nguyện viên đã tổ chức nhiều hoạt động hè ý nghĩa như ôn tập kiến thức dạy tiếng Anh miễn phí cho thiếu nhi, tổ chức sân chơi cho thiếu nhi, trồng cây xanh, sửa chữa hệ thống điện, thay mới bóng đèn, đường dây điện cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, thăm tặng quà cho các đối tượng chính sách dịp 27 tháng 7. Tại buổi lễ tổng kết chiến dịch cụm phối hợp hoạt động Bà Rịa Vũng Tàu thuộc Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trao bảng tượng trưng tặng khu vui chơi thiếu nhi cho trường tiểu học Trần Phú, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Khí Việt Nam trao bảng tượng trưng tặng 15 xe đạp cho học sinh của trường tiểu học Trần Phú và trường trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực, tặng 20 suất học bổng mỗi suất 1 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Suối Rào.